Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với vòng thi đấu cuối cùng của bạn là nhóc tỳ tuần này, mang tên là Hợp Sức. Lần này thì hai thành viên của mỗi đội sẽ phải hợp sức cùng với nhau để vượt qua những khó khăn, thử thách đến từ Minh Xù. Và bây giờ 60 giây dành cho Hữu Khang. Bắt đầu. Kể tên một loại côn trùng có hay gáy vào ban đêm. Con dế. Chính xác. Bức tường nào dài nhất thế giới? Tường băng. Chưa chính xác. Vạn Lý Trường Thành. Kể tên một loại rắn có chân. Rắn mồi. Chính xác. Mọi số tự nhiên nhân với 1 đều có kết quả bằng mấy? Chính nó. Chính xác. Thủ đô nước Nhật là gì? Tokyo. Chính xác. Con của con muỗi là gì? Con của con muỗi. Trợ giúp không hay là bỏ qua? Trợ giúp. Con của muỗi là con gì? Yến Lê. À, con biết. Con biết, con trả lời đi. Kỳ Nhông. Sai. Trời ơi, bỏ, không. Con bỏ. Tiếp tục. Biển nào mặn nhất thế giới? Biển bình thường đã mặn rồi chú. Biển chết là mặn nhất thế giới. Đường ray xe lửa được làm bằng gì? Sắt thép. Chính xác. Theo âm lịch, tháng đầu tiên của năm gọi là tháng gì? Tháng Giêng. Chính xác. Khi hắt xì, mắt của chúng ta sẽ làm gì? Chảy nước mắt. Không phải, nhắm lại. Có bao nhiêu kỳ quan trên thế giới? Kỳ quan có bao nhiêu? Bỏ qua không? Không quá, bỏ qua. Hết giờ luôn rồi. Nhưng rất là xuất sắc và nhanh chóng. 125 điểm. Chúc mừng. Wow, giỏi quá. Tuyệt vời. Em á. Dạ vâng ạ, em biết mà. Em biết lỗi của mình chưa? Dạ em biết. Có một câu đó thôi. Trời, sao con muỗi là con gì? Giống như em phải coi cái video clip. Anh mở nắp lu ra coi ở trong có con gì, con lăng quăng, biết thằng con muỗi nó chích mình á. Tiếp theo xin mời vào Ngư. Con sẽ phải ghi về càng nhiều điểm càng tốt nha. Và bây giờ 60 giây dành cho Bào Ngư. Bắt đầu. Con của con ếch là con gì? Con ếch, bỏ qua. Hiện tượng nước dâng cao do lực hút của mặt trăng là hiện tượng gì? Thủy triều. Chính xác. Mọi số tự nhiên chia với 1 đều bằng mấy? Đều bằng chính nó. Chính xác. Tóc, móng tay, móng chân được hình thành bằng chất gì? Bỏ qua. Một vật làm bằng sáp dùng để thắp sáng đó là gì? Nến. Nến, chính xác. Cá gì đầu to thường được nuôi làm kiển? Bỏ qua. Kể tên một trò chơi có tính đồng đội. Đố cờ. Chính xác. Nốt nhạc cao nhất trong một khuôn nhạc là nốt gì? Nốt si. Chính xác. Con chim được mệnh danh là vua của các loài chim. Trợ giúp. Đại bàng. Chính xác. 2 tiếng là bao nhiêu phút? 2 giờ đồng hồ là bao nhiêu phút? 2 giờ đồng hồ là 120 phút. Chính xác. Trong truyện cổ tích, niêu cơm thần kỳ nào ăn không mà hết giờ rồi? Wow. Nhưng con rất là xuất sắc, ghi về thêm rất nhiều điểm, 175 điểm. Đây là một cột mốc khá là cam go với con Duy Anh ơi. Và bây giờ 60 giây dành cho Duy Anh. Bắt đầu. Người anh kết nghĩa của Thạch Sanh tên gì? Bỏ qua. Trong thể thao, người hướng dẫn rèn luyện cho các vận động viên thật tốt gọi là gì? Huấn luyện viên trưởng. Chính xác. 2 phút là bao nhiêu giây? 2 phút là 120 giây. Chính xác. Người chuyên săn tìm tin tức đăng lên báo gọi là gì? Biên tập viên. Không chính xác, phóng viên. Nước tương được làm từ đậu gì? Đậu nành. Chính xác. Ở Việt Nam, muốn gọi xe cứu thương thì gọi số mấy? Trợ giúp, gọi xe cứu thương. 115. Chính xác. Kể một trong 5 điều Bác Hồ dạy. Một trong 5 điều thôi. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Chính xác. Nước nào có núi Phú Sĩ? Nước Nhật Bản. Chính xác. Chúng ta tìm phương hướng bằng vật dụng gì? Lá bạc. Chính xác. Trong các đại dương nào rộng và sâu nhất? Bỏ qua. Cây có tự bảo vệ mình không? Dạ có. Chính xác. Kể tên một trong 3 thể của nước. Bỏ qua. Giày của các vũ công ba lê. Hết giờ rồi. Wow. Rất giỏi. Duy Anh ơi, con rất là giỏi luôn. Nhưng mà mình thiếu một tí xíu thời gian. Nếu như chú nghĩ là có thêm thì con sẽ đạt được rất là nhiều điểm ngày hôm nay. Quá là tuyệt vời. Và 3 bạn nhỏ ngày hôm nay đều thông minh. Một tràng hô tay chúc mừng cả 3 tụi con. Cảm ơn 3 khách mời đã tham gia chương trình này và đã giúp cho 3 đội chơi ngày hôm nay thêm phần hấp dẫn với bạn là nhóc tỳ. Điểm số hiện nay 125 điểm là điểm của đội Siêu Anh Hùng, 160 điểm là điểm của đội Chơi Luôn. Và là đội chơi chiến thắng ngày hôm nay 175 điểm. Chúc mừng cho đội Mắt To. Xin mời cả 3 đội chơi chúng ta ra giữa sân khấu để nhận quà. Đây cho con. Rồi. Ngày hôm nay thì chúng tôi có 2 giải thưởng. Giải thưởng xuất sắc nhất là 10 triệu đồng đã thuộc về đội chơi có điểm số cao nhất, đó chính là đội Mắt To. Xin được chúc mừng. Cảm ơn chú.
Và bên cạnh đó, chúng tôi còn có thêm một giải thưởng nữa, đó chính là nhóc tỳ bản lĩnh với giá trị là 4 triệu đồng. Đây chính là một suất học bổng dành cho một bạn nhóc tỳ rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Đã trải qua rất nhiều thử thách của chương trình và chiến thắng hai bạn nhóc tỳ còn lại. Xin được chúc mừng cho bạn Bao Ngư. Rồi. Và cảm ơn hai tụi con, bạn Hữu Khang và bạn Duy Anh, cũng như là ba khách mời ngày hôm nay đã quá là tuyệt vời, vô cùng bùng nổ với bạn lĩnh nhóc tỳ. Còn bây giờ, Minh Xuân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.